Hello, 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 everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game khá là quen thuộc ha. Đó là Kiếm Vũ Truyện, một em game H5 phiên bản mới. Tiên yêu vi hăng giả ha. Đó. Về tiên ma yêu yêu khí gì đó phi hăng giả, nói chung là vậy. Quà đăng nhập 14 ngày nè các bạn. Ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10. Ok man. Đó. Điểm danh nhận quà hết rồi hả? Rồi. Em game này chuẩn bị open server mới ha. Hình như là X5 nha các bạn. Đây heo đang đeo hải cho nó. Nó lên cũng khá là nhanh đấy chứ. Rồi. Ồ có miếng vậy, nãy giờ được có miếng vậy. Nãy giờ tưởng đâu nhiều lắm chứ. Mới có hải 35 mà các bạn. Trời ơi. Ủa, này mà nhập code chưa ta? Cái lực chiến bèo vậy. Như là rồi á, 500 mấy rồi còn gì nữa. 500 mấy thường là rồi không à. Này đầu tư. Không quan nhiều ải thì được nhiều kim nguyên bảo hơn. Ủa, cái này đầu tư là mất bao nhiêu lần ta? Sao nó báo là không đủ? Nè, kim nguyên bảo không đủ. Chết mẹ chưa 300.000 lần. Trời ơi. Chù cho tu rồi. Nãy giờ không để ý đầu tư không hết mẹ tiền luôn các bạn ơi. Thật là su cà na. Ê. Rồi, xóa nhanh mấy cái này đi. Rồi vấn đạo, ok, để coi còn cái nào nhận tiền được thì đi nhận ha. Còn không thì để cho nó treo để mà ra kim nguyên bảo thì chứ biết giờ sao. Buồn ngoan gì đây. Quà lực chiến, ổ tiền lực chiến hay tiêu phí? Tiêu phí, ok. Ủa tiêu phí không nhận lại được kim nguyên bảo hả? Này là quà lực chiến hay gì đây? Tổng tiêu phí nữa hả? Ây da, nhiều hoạt động tiêu phí gớm vậy. Rồi, chắc chúng ta phải đến với thông tin server để đi kiếm code thôi các bạn ơi. Game này có code ngày nữa hả? Ngoài mấy cái code tân thủ nhỏ nhẹ vớ vẩn ra thì còn có code ngày nữa. Ok. Thanh này cho ta nhận quà ngày cái coi. Ok, rồi đến với thông tin server cái nha. Đây, thông tin server. Đây, Kiếm Vũ Truyện chơi được trên tất cả thiết bị. Chính thức khai mở X15 vào 11 giờ ngày 19 tháng 12 2022. Chơi ngay Kiếm Vũ Truyện chấm phân. Link group Zalo, link nạp, tích nạp, đăng nhập tặng VIP 10, S VIP 7, 370.000 kim nguyên bảo, tặng thời trang SSR, vũ khí SSR, cánh SSR, nhập viết code tân thủ tặng 200.000 kim nguyên bảo, thời trang thăng cấp hạch nhân 999, tiên dịch thăng cấp hạch nhân 999, thần binh thăng cấp hạch nhân 999, tặng full set đồ đỏ xích tiêu S VIP. Like, share, comment nhận 99.999 kim nguyên bảo. Đá cường quá 100.000. Ngoài ra mỗi ngày sẽ còn có code nữa nha các bạn. Đây. Code ngày hả? Đó, code ngày. Đó, nhận được kim nguyên bảo và đang chuyển sinh nữa nha các bạn ơi. Mỗi ngày được 20.000. Mỗi tháng được 600.000 kim nguyên bảo cho 30 ngày đầy đủ. Ôi dồi ôi, hết hạn rồi à. Vậy là code chỉ có quyền sử dụng trong ngày thôi các bạn ơi. Hơi khá là buồn về việc đó, nhưng không sao. Anh em nếu mà chăm online điểm danh thì quà sẽ nhận được càng nhiều hả. Đó, kim nguyên bảo rồi. Hiện là đánh ải 55 rồi hả? Ok đó, đánh được cái ải 55 rồi là ngon rồi đó. Thì đây, quà hát quái, hát miêu vậy đây, nhận thưởng. Ủa, ok, alo.
tự nhiên sao mình leo lên đây rồi. Ok ok, thôi đi ra. Đậu xanh vô động tiên làm méo gì. Rồi. Ok, để cho nó auto tiếp, đang mở auto lên ải 70 thì sẽ mở được thêm chỗ úp lực chiến hả. Còn cái này thì hiện tại thì vứt nó đi. Đây. Nếu mà bây giờ muốn chuyển sinh lên tiếp thì bây giờ muốn chuyển sinh lên tiếp thì cũng hơi bị quải á, biết sao quải không anh em. Bây giờ mà muốn chuyển sinh lên tiếp thì phải cho nó leo tháp. Leo tháp thì phải ngưng cái ải đi. Mà đang đánh ải ngon lành mà làm gì ngưng. Quá, trời ơi, mới được có 2 hả ta. Tổng tiên thực hả? À, tiên thực thì cái này được. Trời ơi. Tổng được 60 hả? Đó, hơn 60 rồi đó. Đó, lên tới thứ gì luôn cho nó gì 60. Trời ơi. Ý, ở đây được một cái hồng mông linh bảo nè anh em. Đó. Ôi ôi, được đâu bụi đá mà để nâng nè. Ngon. Ba cái bụi đá này đi kiếm cực lắm. Rồi. Ủa đâu ra nhiều bụi vậy ta. Trời ơi. Khoan, hình như là mình biết cái bụi này nằm ở đâu rồi. Ok, đó, chuyển sinh thêm một cái nữa nè. Củ thiên rồi, 65 rồi các bạn ơi. Lên 61 rồi, lên 70 thì sẽ mở được thêm rồi. Ok, mật quá. Ok, đẳng cấp nhân vật phải lên cao lắm đi. Đó, chuyển sinh tiếp. Còn nữa không? Hết rồi. Có một số thứ chưa đạt tới. Ok, nó đi. Rồi. Giờ mà vô nâng cấp đá là được thêm một mớ nữa đấy chứ. Nhưng mà thôi, đây nó đi. Đánh boss cũng ra đồ nữa. 64 rồi, còn 6 cái nữa, 6 ải nữa là chúng ta sẽ up được lực chiến khá rồi anh em ơi. Cái này chưa lấy godline xe luôn á chứ. Godline xe thì sẽ nhận được đá cường quá rồi. Mà cái này chưa. Đá cường quá 100.000 nâng cũng được khá lắm chứ đâu có cường bắp cường vía như vậy đâu. Game này nhẹ ha. Không có tốn dung lượng, không có tốn mê gì nhiều hết. Chơi được trên Android, iOS và PC hết nha. Nên anh em nào có chơi thì có thể bấm vào link ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video ha. Đó. Khá dễ dàng chơi. Mà được cái thì chơi cái này anh em chỉ cần cầm điện thoại lên thôi, không cần phải tải game về ha. Nên là Windows ít biết lắm. Nói nhỏ thôi, đừng nói lớn. Mai chịu phụ huynh cấm không cho xài điện thoại luôn. Đó là núm của tội. Trời, chưa lên được ải 65 nữa hả? Ủa, à xong rồi, ải 65 rồi. Đây, nhận quà, kim nguyên bảo. Đó, ok. Rồi, ải 70 rồi, ok. Vô tiên linh hả ta? Không. Cái này, đây. Sử dụng ở đâu? Đây. Ủa nó nằm ở đâu rồi ta? Thần binh đó. Ủa cái này đè không được hả ta? Có một số thứ nó đè được, còn cái này nó đè không được. Cái này úp lực chiến lên đã lắm. Đó. Hãy chơi, hãy lực chiến lên chưa? Đó. Chù choà. Mát vé luôn, 10 triệu ha. Chỉ cần nâng mấy cái đấm này lên thôi là 10 triệu lực chiến liền. Đây, úp lực chiến lên khá là ngọt anh em ơi. Úp lực chiến lên ngọt liệm luôn. Đó. Rồi, còn cái cánh nữa kìa. Đây. Game khá là dễ chơi. Hình như nó bị đầy túi rồi kìa. Đúng rồi, đầy túi. Rồi, xong. Túi bị xẹp rồi đó. Giờ thì chơi tiếp được rồi. Pháp bảo. Nó có nằm ở pháp bảo không? Nó nằm ở mô gì ta? Rèn hả? Không, rèn không phải. Vậy là chắc nhân vật rồi. À đây nè. Đúng rồi, trong nhân vật ngay chỗ cánh đó các bạn. À. Ok. Ngon lành. Đó. Ok,
lên luôn bữa ơi. Đó, lực chiến lên tiếp. Đá này rẻ, ông ta mua vài ngàn về coi. Này nhiêu ạ? Đặc sắc kỳ ngộ hoạt động. Ủa, không có chỗ mua hả? Dù cho từ đâu là cái này lụm được, để được. Rồi. Tưởng đâu bỏ tiền ra mua được các bạn. Đó, game dễ chơi ha. Đó, game là thời đại mới, game H5. Anh em mà có chơi thì bấm vào link và chơi luôn ha. Không cần tải, không tốn dung lượng, không tốn bộ nhớ, cũng như là không tốn thời gian giải thích với người yêu ha. Ừ, còn phụ huynh thì heo không dám nói. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.